Thưa quý vị, thuật ngữ bán bia kèm lạc đã không còn xa lạ với những người đã và đang có nhu cầu mua xe ô tô tại thị trường Việt Nam. Thuật ngữ này thì có thể hiểu là việc người mua ô tô, mua xe máy chấp nhận phải mua thêm những cái gói phụ tùng phụ kiện hoặc là bỏ tiền chênh có khi lên đến vài chục, thậm chí là cả trăm triệu đồng chỉ để được nhận xe sớm, nhận đúng màu xe hoặc là đúng phiên bản mình mua. Tình trạng này thì diễn ra từ nhiều năm qua thế nhưng gần đây lại càng phổ biến hơn khi mà nhiều hãng xe tung ra các đời xe mới được khách hàng rất là ưa chuộng. Vậy thì vì sao người tiêu dùng lại chấp nhận thiệt đến như vậy khi mua xe kiểu bia kèm lạc và làm thế nào để ngăn chặn thói xấu trong kinh doanh này? Thì hôm nay chương trình đã mời đến trường quay tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế để cùng bàn luận thêm về vấn đề này. Xin chào tiến sĩ ạ. Vâng, xin chào. À, có lẽ câu chuyện này tiến sĩ cũng đã nhìn thấy rất nhiều và được nghe những cái bức xúc của người dân trên mạng xã hội thời gian qua, đặc biệt là thời điểm mà xe khan hàng do dịch Covid-19. Vậy thì đầu tiên chúng ta nói về thị trường xe ô tô ạ. À, xin tiến sĩ có thể đưa ra góc nhìn là hiểu đúng nhất về việc thị trường ô tô với mua bia kèm lạc là thế nào ạ à, vâng có thể nói là cái thuật ngữ bia kèm lạc là một thuật ngữ rất phổ biến thời kỳ mà chúng ta đang sống ở cái giai đoạn đầu đổi mới thế hệ như chúng tôi thì coi những điều đó là bình thường à, có nghĩa là bia hồi đó là cực kỳ hiếm phải mua phân phối hoặc là xếp hàng rất dài và mua theo một cái định lượng rất là giới hạn thế còn lạc thì là mua ngoài chợ thoải mái rẻ rất dễ tìm thế thì để mua được một cốc bia thì thường là người bán họ bắt chúng ta phải mua thêm một vài gọi là ăn đồ ăn nhất là lạc gọi là bia kèm lạc nghĩa là gì để được hưởng một cái dịch vụ hay một cái sản phẩm này chúng ta phải trả giá cho một cái sản phẩm dịch vụ khác mà chúng ta không thích anh không thích lạc anh vẫn phải mua đấy thì đấy chính là cái khái niệm bia kèm lạc và trong cái thị trường thì điều này nó thường xảy ra khi mà có sự độc quyền hoặc là sự khan hiếm hàng cung vượt cầu hoặc là cái chất lượng dịch vụ của cái đơn vị đó nó chưa tốt Vậy thì về mặt pháp lý thì việc bán ô tô mà lại theo kiểu bia kèm lạc nó có đúng luật hay không ạ? Ờ, trong luật nó không có quy định bia kèm lạc tức là trong luật nó cũng không xử lý những trường hợp mà anh buộc phải uh, mua kèm nếu như những cái hoạt động đó là tự nguyện tôi lấy ví dụ như hiện nay gần đây á, một số ngân hàng là họ có tư vấn cho khách hàng bên cạnh cái việc gửi tiết kiệm anh có thể mua một số gói bảo hiểm thì cái này luật cấm cấm anh ép phải mua nhưng họ dùng cái, cái 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 hình thức gọi là tư vấn anh tự nguyện thì không có vấn đề gì cả. Thế trên trong thị ô tô cũng như vậy, anh bán ô tô thì điều đó là thỏa thuận giữa hai bên theo giá cả chất lượng dịch vụ là bình thường. Còn anh buộc người ta hay là gợi ý người ta phải mua thêm những cái khác ấy, thì cái này cũng mang tính tự nguyện chứ không không ép buộc. Trừ trường hợp là nếu anh gây khó khăn cho người ta và cái người mua họ rất là thích, họ rất muốn là mua để được để được mua ngay hoặc là mua cái xe đẹp thì họ sẵn sàng trả giá thêm. Do đó là đây là một cái hiện tượng thị trường tự nguyện và chưa có cái cơ sở xử lý về pháp luật trừ khi anh gian dối. Vâng. anh nói rằng đây là điều kiện bắt buộc thì như vậy là mang tính chất gian, gian dối trên thị trường và sẽ bị cấm dạ, vâng nhưng rõ ràng là cái cảm giác của người đi mua thì họ cũng không thể thoải mái một chút nào khi mà phải chờ lâu rồi lại không được nhận cái xe mong muốn chỉ vì không mua kèm lạc dạ, vâng à, rõ ràng là đi mua xe thì phải theo cái giá niêm yết của đại lý thì, theo tiến sĩ quan sát thì thời gian qua các đại lý bán xe mà theo kiểu bia kèm lạc thì họ, họ hợp thức hóa những cái khoản lạc kèm theo nó như thế nào à, thực ra thì ví dụ như xe máy vâng là có cái tình trạng kê hay giá giá đăng ký niêm yết khác với cái giá ghi hóa đơn để nhằm mục tiêu là giảm cái nghĩa vụ tài chính với nhà nước hay là cái khác là chuyển giá để trốn thuế thế còn trong ô tô thì chúng ta hiểu ở đây nó uh, nếu đã có cái tình trạng như vậy thì nó chia làm hai loại loại thứ nhất là cũng giống như bán xe máy đó là họ bán thực tế với giá cao họ niêm yết và họ kê khai trong cái 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 gọi là hóa đơn đỏ đó với cái giá thấp hơn thì như vậy đây là cái việc chuyển giá trốn thuế hiện tại này là vi phạm pháp luật thế còn là nếu như đại lý họ bán họ tư vấn thậm chí là hơi ép về mặt tâm lý đó để người mua buộc phải mua cái cái cái, cái gói dịch vụ đó thì cái điều đó cũng bình thường thôi và nó mang tính chất tự nguyện như đã nói ở trên và do đó là cái hợp lý hóa này nó không không nó không phải hợp lý hóa mà nó chỉ là cái 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 gọi là lợi ích bổ sung chi phí cơ hội à, lợi ích cơ hội mà đại lý đó họ dùng sức ép khan hiếm hàng và tâm lý để họ lấy được từ khách hàng và cái điều này thì không cần hợp lý hóa đối với cái về pháp luật nhưng mà có thể là nó qua mặt đại lý bởi vì đại lý họ không cho phép như vậy à, tức là cái người bán cung cấp nhà bán buôn đó họ nhà sản xuất đó, họ không cho phép như vậy nhưng đại lý thì họ 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 giấu cái này và có thể là họ tạo ra cái tình trạng là làm xấu đi cái hình ảnh của cái cơ sở sản xuất bán hàng à, chương trình hôm nay thì như tiến sĩ nói là cái vấn đề chúng ta bàn luận là có thể pháp luật chưa quy định nó là cái mang tính chất tự nguyện giữa hai bên thế nhưng chúng tôi vẫn thực hiện cuộc nói chuyện này để có thể có góc nhìn tổng quan hơn và để người dùng cũng cảm thấy là được lên tiếng và yeah. họ có góc nhìn vậy thì rõ ràng khách hàng là thượng đế chỉ có người đi mua chúng ta mới ép giá chứ không có chuyện là ngược lại đúng không ạ yeah. thế nhưng là người bán thì vẫn đang đưa ra những cái yêu sách và người mua phải cắn răng chịu đựng nếu không thì không có xe để đi đặc biệt tâm lý người việt là thích mua xe trước tết này mua xe để đón năm mới này mà lại không được nhận xe đúng hạn thì rất là bực tức thì phải chăng là có một bộ phận người dân đang vô tình là tiếp tay cho việc đó khiến cho các đại lý cảm thấy vẫn là rất dễ bán lạc kèm theo bia chắc chắn là như vậy à, chúng ta người tiêu dùng Việt Nam đang quên mất một cái xu hướng thời đại đó là quyền lực của người tiêu dùng trong thời đại hiện nay đó không phải là nhà sản xuất quyết định tiêu dùng mà là người tiêu dùng mới quyết định sản xuất thế do đó là những người mua đó thường là những người mua mà theo tâm lý cũ hoặc là trong cái bối cảnh mà nguồn cung khan hiếm trong bối cảnh mà tạo ra một cái sự gọi là khan hiếm giả tạo từ phía người bán nhất là đại lý thì có thể gây ra cái tình trạng nóng ruột và nhất là những người có tiền những người muốn thể hiện mình muốn gọi là muốn có một chút gì đó là tương đối xí diện thì họ sẵn sàng trả thêm giá để mua đúng thời điểm để mua đúng được cái gọi là màu sắc cũng như là cái mà họ mong muốn thì đây chính là họ đã tiếp tay và tự mình biến thành trở thành nạn nhân của chính mình tức là tiếp tay cho đại lý và đồng thời có thể làm hại cái, cái 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 người khác người tiêu dùng khác khi mà họ cũng có nhu cầu như vậy thì rõ ràng đây cũng là một cái sự thiếm, khiếm khuyết thiếu sót và thậm chí là một sai lầm của người mua hiện đại vâng chúng ta đang nói đến cái thói quen mua sắm của người việt thôi tuy nhiên là như tiến sĩ nói người việt đang quên đi cái sức mạnh thực sự của mình người người mua có sức mạnh đó là có thể tẩy chay và tạo thành làn sóng nhưng rõ ràng là qua rất nhiều câu chuyện chỉ nổi được một vài hôm thôi sau đó lại nguội đi và dư luận lại chuyển quan tâm sang một vấn đề khác thì ông nghĩ sao về cụm từ tẩy chay mà người tiêu dùng hoàn toàn có thể sử dụng như đã nói ở trên đó, rõ ràng là tẩy chay hay nó khác là quay lưng vâng. từ chối lấy lịch sự đó là từ chối không không mua hàng đó, là một trong những sức mạnh của người tiêu dùng nó có cái tác động là điều chỉnh cái người bán cũng như sức sản xuất cả về mặt chủng loại cả về mặt chất lượng cả về mặt các cái dịch vụ tiện ích cũng như là các cái dịch vụ khác trong quá trình phân phối hàng hóa nhưng mà người tiêu dùng Việt Nam như đã nói đó một là rời rời rạc đơn lẻ Đã. hai nữa là có thêm cái tâm lý sĩ hoặc là sợ thứ ba là cộng thêm những cái chiêu thức ép rồi gây ra những cái không khí giả tạo trong khan hiếm đó của đại lý thậm chí là một số những cái thủ thuật mà rất là kiểu nghiệp vụ sâu đó thì họ tạo ra cái tâm lý và thậm chí cho rằng những người mà dám bỏ tiền ra mua đắt hơn một chút là những người mà rất là xứng đáng đẳng cấp nó đánh vào tất cả những cái yếu tố đó nó khiến cho cái từ tẩy chay trở thành xa lạ đối với người tiêu dùng việt nam và đây rõ ràng là một trong những cái điểm mà chúng tôi rằng là công luận cũng như là kể cả, cả báo chí cũng nên có một sự tăng tuyên truyền để mà dành quyền lực chính đáng uh, hợp pháp cho người tiêu dùng để đảm bảo một cái thị trường phân phối nó lành mạnh nó không có những chuyện bê kèm vâng. À, người tiêu dùng thì có những góc nhìn đơn lẻ thôi. Nhưng với quan sát của tiến sĩ một cách bao quát hơn thì phải chắc là chúng ta quên mất là chúng ta có thể đoàn kết như tiến sĩ nói là người Việt đang khá là rời rạc. Dạ. Vậy thì làm sao để cho cộng đồng người tiêu dùng có thể đoàn kết hơn và vượt qua cái tình trạng này? À, chúng ta đã có hội bảo vệ người tiêu dùng. Như thường là hội này chỉ dùng để bảo vệ những cái người mà mua hàng xấu, hay là mua hàng giả hoặc là một số những cái gì gọi là mang tính chất không phải là cái chuyện chúng ta đang nói ở đây cho nên là hoạt động của hội rất là hạn chế thế còn lại người tiêu dùng nói chung là thiếu sự liên kết và thậm chí còn ganh đua nhau thể hiện lẫn nhau và chính vì vậy mà để khắc phục tình trạng này cũng như là cải thiện cái tình trạng đi càng lạc đấy, chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới điều quan trọng nhất là phải tăng cơ chế thị trường khi mà có sự cạnh tranh lành mạnh nguồn cung dồi dào và cạnh tranh theo hướng chất lượng cũng như là hướng đến coi trọng đấy của người tiêu dùng và công khai minh bạch thì chắc chắn là cái cái sự lành mạnh của thị trường nó sẽ cao hơn. Thứ hai là tăng tuyên truyền cho người tiêu dùng các thông tin, thông tin về thị trường, thông tin về nguồn cung, thông tin về những cái tiện ích mà họ buộc phải gọi là mua bi kèm lạc đấy để họ hiểu rằng là họ hoàn toàn có sự có thể có sự lựa chọn. Được. Ngoài ra đó, ngay cả nhà sản xuất cũng cần phải công khai các điều kiện bán của mình Tránh cái trường hợp là người đại lý họ lạm dụng Họ nói rằng đây là điều kiện của nhà sản xuất Và họ ra đó là họ qua mặt người tiêu dùng Và cuối cùng là cái việc mà tăng tuyên truyền để mà người tiêu dùng hiểu đúng cái vị thế của mình cũng là rất cần thiết và xin cảm ơn ý kiến của tiến sĩ nguyễn minh phong trong chương trình của chúng tôi hôm nay và nội dung vừa rồi, rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại